Xin chào tất cả các em siêu quý các bạn thân mến hôm nay chúng ta tiếp tục đến với uh, cái phần chữa nốt các bài tập còn lại của cái đề thi giữa học kỳ 1 của chúng ta Chúng ta có câu 31 đó là trên đường tròn lượng giác điểm M thỏa mãn là vector à góc à, lượng giác có tia đầu là OA thì cuối OM thì bằng âm 235 độ thì điểm M trùng với điểm nào với bài này thì để mà làm nhanh trong vòng thi cái góc âm 235 độ nó cũng không to lắm nên tốt nhất là chúng ta sẽ um... Chúng ta sẽ mô phỏng thông qua cái việc là kem que cái điểm A đúng một góc bằng 235 độ theo chiều cùng chiều kim đồng hồ nha các em nhá. Kem nhớ là nếu như mà uh, cái giá trị đây là dương ấy thì kem quay ngược chiều kim đồng hồ. Nhưng nếu mà giá trị đây là âm thì kem quay cùng chiều kim đồng hồ, Đối với chiều âm là chiều cùng chiều kim đồng hồ. Như vậy kem để ý này, bắt đầu từ A này kem quay này. Rồi quay 90 độ này. Quay 180 độ này. Thì 180 độ mà kem lấy 235 mà trừ đi 180 thì năm còn lại bao nhiêu đây nhỉ? Còn lại là 5 năm à? Đúng không? 5 13 chỉ là 8 năm. Như vậy các em quay thêm đúng 5 năm độ thôi. Quay thêm một lượng 5 năm độ, 5 năm độ thì nó nhọn 90 tức là quay tới cái điểm này nó sẽ được thuộc góc phần tư này thì nó sẽ phải trùng với M2 nhá. Quay thêm một lượng 5 năm độ. Các em có thể viết đó là âm 235 độ thì các em hình dung ra được rằng là âm 180 độ xong trừ đi 5 năm độ tức là các em quay tới điểm A phẩy xong các em quay thêm một lượng 5 năm độ nữa cùng chiều kim đồng hồ thì nó sẽ ra được cái góc đấy. Rất đơn giản thế thôi nhá. Ok, như vậy là chúng ta đã giải quyết xong câu số 31, bây giờ mình sang câu số 32. Câu 32 thì cũng tương tự như thế. Trên nửa tròn lượng giác. Có góc A ở chưa? Điểm M thỏa mãn là vector o, À góc lượng giác tia đầu OA thì cuối OM thì bằng 1000 độ thì điểm M thuộc góc phần tư thứ mấy? Thì những cái bài như này các em nên chia cái 1000 chia cho 360 ấy để xem xem cái số dư nó bằng bao nhiêu nhá. Các bạn để ý này, cái 1000 độ thì bằng đây thầy sẽ dùng máy tính nha Thầy sẽ tính xem là 1000 chia cho 360 thì bằng bao nhiêu Nào các bạn nhìn này Đây là máy tính này Được chưa Ok à, Đấy, 1 1000 chia 360 Mình làm phép chia cho bình thường thôi Nó sẽ đâu đó sắp xỉ là bằng 2 đúng không Bằng 2 Như vậy các em lấy 1000 Trừ đi 2 x 360 Rồi nó bằng 280 nhá Như vậy thì cái này nó bằng 2 nhân với 280 độ này Cộng với 2 nhân với 360 độ được chưa như vậy là cái góc lượng giác này nó sẽ có cái điểm M ấy nó sẽ nằm ở cái vị trí nó sẽ cùng với cái góc lượng giác 280 độ nào đây điểm A đây nhá được chọn lượng giác góc A đây nhá đúng không nào bây giờ các em quay này quay một lượng là 280 độ được chưa tất nhiên là các em phải quay ngược chiều kim đồng hồ rồi quay 280 độ thôi 90 độ này 180 độ này 270 độ này các bạn thấy không? Vậy 280 độ thì nó nằm ở ở đây, 280 độ nếu mà các em quay 280 độ thì cái điểm M nó sẽ nằm đây quay thêm đúng 10 độ thôi. Đó. Điểm M nằm ở đây, làm sao cho cái góc này bằng 280 độ. Góc này bằng 10 độ nữa là được. 90, 180, 270 thì thêm 10 độ nữa. Là 280. Đúng không? Như vậy thì rõ ràng điểm M này sẽ thuộc góc phần tư thứ mấy các em? Nào các em để ý nhá. Góc phần tư thứ nhất đây này, góc phần tư thứ hai đây này, góc phần tư thứ ba đây này, và đây là góc phần tư thứ tư Điểm M sẽ thuộc góc phần tư thứ tư Rất dễ đúng không? Chọn D Thế thôi Nhá Đó ừ. Ừ. Rồi trên đường tròn có bán kính bằng 7 Các em nghe này Trên đường tròn có bán kính bằng 7 Nấy cung có số đo là 54 độ Thì độ dài cung tròn Sẽ là bằng bao nhiêu Đấy Thầy nói lại nhé <laughs> Với một đường tròn có bán kính bằng 7, mà chúng ta lấy cung có số đo bằng... Thì bây giờ nhá, các bạn hiểu là như này này Cái mối quan hệ giữa độ dài cung với cả cái số đo của cung Nó là như sau Quan sát nhá, giả sử đây là độ dài... Đây Giả sử cung này là alpha đi Cung này là alpha, để chưa? Góc này là alpha radian Alpha radian Được chưa? Tất nhiên là ta xét cái góc a AOB Giả sử góc AOB bằng alpha radian ở trong đó thì um, alpha của chúng ta thì lớn hơn không nhỏ hơn 2 pi được chưa đó nhỏ hơn 2 pi nha thế thì khi đó độ dài cung ab mà chắn góc này độ dài cung là gì độ dài cung được tính công thức gì đó là r nhân với alpha thế thôi công thức là r nhân alpha đấy là độ dài cung rất đơn giản Vậy thôi nha Vậy thì quay trở lại với bài toán này. Đáp án của chúng ta là gì? Các em đổi 54 độ sang radian thì các em lấy nó là 54 trên cho 180. ra nhân với pi radian đúng không? Nhân pi radian, được chưa? À, tại vì là 180 độ thì 1 à, độ thì bằng các lưu ý là 1 độ thì bằng pi trên 180 radian mà. Vậy ta suy ra độ dài cung, độ dài cung các em sẽ 54 trên 180 nhân pi xong nhân thêm 7 rồi nó xem sẽ đã bằng bao nhiêu nhá à, Tính ra Các bạn tính ra thì nó sẽ là bằng đây Để tính Casio ra 21 phần 10 pi Đơn vị đương nhiên Độ dài mà 21 phần 10 pi nhá 21 phần 10 pi Các em chọn D thế thôi Rất đơn giản đúng không Không hề khó à, Độ dài cung là 21 phần 10 pi <laughs> Tiếp theo là câu số 34 Câu 34 của thầy trò chúng ta có bài toán như sau Lớp mình chú ý quan sát câu 34 Hàm số y bằng 4 sin x trừ đi 4 cốt bình phương x đạt giá trị nhỏ nhất là gì? Đấy. Hàm số này đạt giá trị nhỏ nhất là gì? Thì theo thói quen ấy thì những cái bài như này ấy, thì chúng ta nên đưa nó về một biến. Ở đây có sin x này và đây có xuất hiện cốt bình phương x này. Các bạn đều biết là cốt bình cộng sin bình bằng 1 nhá. nên ta sẽ ta có được cái hàm số của chúng ta, ta em viết lại ta có này. Nào, y các em viết lại nó là 4 sin x này. Trừ đi 4 nhân với cả 1 trừ đi sin bình phương x. Được chưa? Thì cái này nó là bằng, bằng gì đây? 4 lần sin bình phương x cộng với 4 sin x. Được chưa? Cộng với 4 sin x trừ đi 4. Được chưa? Câu hỏi bài toán là giá trị nhỏ nhất là gì? Thực ra các em có thể đặt à, nếu mà chuẩn quy chuẩn cách làm bài này thì các em phải đặt sin bằng t xong các em xử lý theo t. Nhưng mà vì là các em thấy nó cũng rất là đơn giản. Các em phân tích nó thành cái hằng đẳng thức luôn. Đó, thì cái này các em thấy nó là hàng ẩn thức này Quan trọng là dấu bằng có xảy ra Được chưa? Cái này bao giờ cũng thế, nó lớn bằng âm 5 Với mọi x thuộc R Và dấu bằng có xảy ra hay không? Nào, dấu bằng có xảy ra hay không? Thì các em để ý này, cái dấu bằng ấy Nó sẽ xảy ra khi nào? Khi sin x bằng âm 1 phần 2 Được chưa? À, chắc chắn là xảy ra, tồn tại nó, Âm 1 phần 2 nó thuộc cái đoạn từ âm 1 đến 1 Nên xảy ra dấu bằng và chỉ cần xảy ra gió bằng thôi. Và do nó xảy ra gió bằng nên mình sẽ suy ra được cái min của y nó sẽ bằng âm 5 vậy thôi, sẽ bằng tại các cái giá trị của x làm cho sin x bằng âm 1/2 nhá. Ok, min nó bằng âm 5, chọn C, bài toán đã giải quyết. Các bạn thấy không? Nó cũng không hề phức tạp. Thậm chí có thể nói là đơn giản, đúng không? Câu tiếp theo đó là câu số 35. Câu 35 chúng ta có bài toán như sau. Tìm tập hợp các giá trị x thỏa mãn điều kiện là x, 2x và x cộng 3 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Theo thứ tự lập thành một cấp số nhân nhá lớp mình nhá. Rồi, ba số này theo thứ tự lập thành một cấp số nhân thì điều kiện là gì? Lưu ý này. Các em lưu ý thầy một điều này. Lưu ý này. A, B, C theo thứ tự theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Thì mình sẽ có được điều gì? AC nó sẽ bằng B B bình phương AC sẽ bằng B bình phương Được chưa? AC bình bằng B bình phương Được chưa? Nha. Ok Mình sẽ có được Ta xét này ba số này thứ nhân được gọi x nhân với x cộng 3 là a nhân c nó bằng 2x tất cả bình phương đi đó thì các bạn tương đương được là x nhân x cộng 3 đó, trừ đi 4x bình phương đúng không? Chuyển vế là 4x bình phương bằng 0. Vậy mình sẽ tương đương được x nhân với x cộng với 3 trừ đi 4x. Nó sẽ bằng 0. Tức là các em sẽ có được x nhân với đây là 3 trừ đi 3x. Nó sẽ bằng 0. Tức là các em sẽ có được x bằng 0 hoặc x bằng 1. Rồi, x bằng 0 thì các em có bộ 3 số là 0, 0, 3. Thỏa mãn không? Thỏa mãn. Được chưa? À xin lỗi bạn, 0 0 x bằng 0. À, x bằng 0 công bội không phải loại. Đấy. Theo thứ tự đó, cấp số nhân này loại 3 0 0 thì được nhưng 0 0 3 thì không được. Cái này loại nhá. X bằng 0 là loại. Được chưa? Các em nhớ là khi mà thầy nói đấy là thầy nói thì thôi chứ thầy không nói điều kiện cần và đủ. Nếu mà cấp số cộng thì các em dễ dàng ghi là điều kiện cần và đủ, nó là chữ số ở giữa bằng trung bình cộng hai số hai bên. Nhưng đây là cấp số nhân nên các em thì thôi tại vì các em tránh là tránh cái trường này này. 2 số đầu bằng 0, số còn lại, số thứ ba Nó bằng 3 chẳng Nó không được Đó, lúc này thì các em thấy là số này chia, số này bằng 0 này Nên số này chia, số này đâu có bằng Số này chia, số này không chia được Tóm lại là hai số này công bội Khi nhìn vào số U1, U2 các em thấy công bội nó quy bằng 0 Nhưng quy bằng 0 thì 0 nhân với U2 đâu có bằng U3 loại luôn, nhá yeah. Đó Nên ngoại yeah. Các em nhớ là nếu mà bộ là 3, 0, 0 Thì đúng là đập thành cấp số nhân Với công bội quy bằng, quy bằng 0 đó, ví dụ 3 x 0 bằng 0 xong 0 x 0 tiếp tục bằng 0. Thế nhưng mà 003 thì không được. 003 thì nhất định không được. Đó, câu này là câu rất là dễ sai ngu. Đó. Trông thì thôi rất dễ sai ngu đấy. Nếu x bằng 1 thì các em có được bộ là 1 này, 2 này, 4 này. Nó thỏa mãn luôn. Đó, lưu ý nhá. Lưu ý. Như vậy thì đáp án sẽ chỉ có đáp án B mà thôi. Cái này thì thực ra các em có thể thế vào cũng được Thế vào các em thấy x bằng 1 thỏa mãn X bằng 0 không thỏa mãn thì các em chọn án B Ở đây các em có thể làm nhanh bằng cách các em thế trực tiếp Với cái cách ra đề này thì các em có thể làm bằng cách trực thế trực tiếp Tại vì người ta đang hỏi tất tập hợp tất cả giá trị của x Thì các em có thể thế trực tiếp cũng được nha. Rồi câu tiếp theo đó là câu 36 Nếu mình quan sát câu 36 <laughs> Nếu quan sát câu 36 này cho góc lượng giác OUV có số đo là 2pi trên 3. Góc lượng giác OWV có số đo là 3pi trên 2. Hỏi góc lượng giác OUV không thể nhận số đo nào trong các số đo sau. Được chưa? Thì kem dùng cái kiến thức là gì? Kiến thức sử dụng này. Lưu ý này. Thầy sẽ ghi ở đây là lốt nhé. Là lốt. Tức là ghi nhớ. Ghi nhớ vào. À, cái kiến thức này là kiến thức trong sách giáo khoa mà các em học khá kỹ thầy dạy các bạn rồi, rất kỹ. OV cộng với OVOW thì các em đều biết cái giá trị này nó là OU OW cộng với K nhân 2 pi. Trong đó K thuộc thuộc Z được chưa? Ok, bây giờ mình áp dụng cái kiến thức đấy nhá. Mình thấy là cái đề bài ấy, quan tâm đến góc là OUOW thì mình tạo ra v. thì OV nó là cái cầu lối xen giữa này này thì OVOW nhá. Ta có này nào, OV, OW Thì các em chọn góc được ra OV, OW Thì nó là số đối của góc này Thì là âm của 3 pi trên 2 Tại vì OW, OV thì là 3 pi trên 2 Nên OV, OW của âm 3 pi trên 2 Nhá Nên ta suy ra được là Ta suy ra được cái góc là OU, OW Thì nó sẽ bằng OU, OV Cộng với OV, OW cộng với k 2 pi các em thấy là các em thắc mắc là thấy ơi tại sao bên trên thầy ghi là cái này cộng bên dưới thầy ghi này cộng thực ra k thuộc z nên các bạn có thể ghi cái này cộng hay là cái này trừ như nhau ví dụ cộng với năm k hai pi thì thầy có thể viết là trừ năm k hai pi nó giống nhau cả tại vì dù sao k vẫn là một số nguyên và đối xứng nhau k bằng mười với k bằng âm mười thay vào đây như nhau cả nên các em có thể ghi cộng bên này hoặc cộng bên này cũng được nhá nếu như bạn nào mà cảm thấy vẫn còn thắc mắc thì các em hoàn toàn có thể ghi cộng bên này tùy các em thì các em sẽ không còn bất kỳ một cái thắc mắc nào nữa kiểu như này này thì các bạn hiểu là à hóa ra là kể cả là cái bản chất là bản chất các em hiểu là khi mà ghi này là các em hiểu là chúng ta đang hiểu là hai cái giá trị hơn kém nhau đúng một lượng nó là bội của 2 pi vậy thôi đó nó là bội của 2 pi vậy thôi thì các em có thể ghi cộng hai cái pi bên này hoặc cộng hai pi này như nhau cả nhá miễn sao bên một bên phải có cộng hai pi đó bản chất là như vậy thôi nhá thì cũng không vấn đề gì cả rồi nó bằng gì đây nào nó bằng gì cả lớp? Nó bằng gì? Nào OUOV của mấy? OUOV nó là 2P trên 3 này. OVOW là trừ đi 3P trên 2 này. Cộng với K2P này. Để chưa? Cộng với k 2 pi Rồi 2 phần 3 trừ đi 3 phần 2 thì bằng mấy? 2 phần 3. 2 phần 3 trừ 3 phần 2. 2 phần 3 trừ 3 phần 2. Rồi và âm 5P trên 6. âm 5 pi trên 6 đúng không? Cộng với K2P Đó, âm 5 pi trên 6 cộng K2P Được chưa? O, U, O, W thì bằng cái này Rồi Thì bây giờ các em nhìn vào bốn phương lựa chọn này nó không thể là phương án nào Thì muốn biết nhanh ấy Các em làm như này Làm như này này Các em xét kiểu O, U, O, W Nó bằng alpha nhân với pi đi Được chưa? Bằng âm 5 pi trên 6 Cộng với K2P Được chưa? x nhân pi đi. x là cái mà các em cần phải đặt. x sẽ là một trong bốn phương án lựa chọn abcd thôi. đó thì ta sẽ có được x của chúng ta sẽ bằng âm năm phần sáu cộng với k nhân hai. ta sẽ có được k của chúng ta sẽ bằng gì? x cộng với 5 phần sáu chia cho hai. việc còn lại các em dùng casio đây nhá. các bạn nhìn này. thầy dùng casio nhá nhìn nhá. nhìn cái cách mà mình dùng casio nhá. đây cái máy tính casio hiển thị để cho. Các bạn nhập vào thầy phân thức này X cộng với 5 phần 6 Xong rồi chia cho 2 Xong kem sẽ kiểm tra các phương án lựa chọn của X Đối với phương án A Thì X bảo âm 53 phần 6 Âm 53 Phần 6 Rồi nó là âm 4 Ok nó là số nguyên k có thể nó số nguyên Cái giá trị nhận được nó nguyên thì ok chấp nhận được Còn nếu mà giá trị nhận được mà nó âm ấy Thì không 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 à, nó, nó không phải là một số nguyên ấy Thì mình không chấp nhận được Ví dụ X bằng 31 phần 6 thì K nó bằng bao nhiêu đây? K bằng 3, vẫn nguyên Ok, chỉ cần nguyên là được rồi X bằng âm 71 phần 6 K bằng âm 11 phần 2 Đáp án đây rồi Đó là đáp án C, nhá Em thử kiểm tra nốt lần nữa X bằng 91 phần 6 xem nào Rồi, nó vẫn là một số nguyên Đúng không? Đấy, các bạn thấy không? Đấy, thế nên đấy là cái cách mà mình Có thể xoay sở và mình xử lý được bài toán thôi Nhá Nó cũng rất là đơn giản thế thôi Không phức tạp lắm Ừm Thầy sẽ tiếp tục đến với câu số bao nhiêu? Các em nhớ đề bài hỏi là không thể nhận số đo nào thì các em chọn phần C. Nhá. A, B, D đều có thể chấp nhận được. Rồi, câu số 37. Cho nó cùng nhau đến với câu 37. Cho sin alpha thì bằng âm 3 phần 5 và 3 pi nhân 2 nhỏ alpha nhỏ 2 pi thì mệnh đề nào sau đây là đúng. Rồi câu hỏi bài toán là mệnh đề nào sau đây là đúng các em nhé. Đó. Thì bây giờ các em để ý này thấy sẽ bẻ phá ra cho nó nhanh. Thì các bạn để ý nhá, đề bài cho các em là cái thông tin là 3pi n 2 nhỏ alpha nhỏ 2pi, được chưa? Thì nếu mà các em biểu diễn cái điểm biểu diễn góc alpha trên vòng tròn lượng giác như thế này ấy, thì các bạn thấy này, 3pi n 2 là ở đây đúng không? 0 pi 3pi n 2 ở đây, đến 2pi ở đây, tức là alpha, cái góc cái điểm biểu diễn alpha nó nằm ở góc phần tư thứ tư. Đương nhiên rồi. Được chưa? Đây là 3pi n 2 đến alpha. Được chưa? Như vậy thì các em nhận ra một điều là Sin thì bằng âm 3 phần 5 thì không nói làm gì rồi Nhưng cốt nó sẽ mang dấu dương Cốt mang dấu dương yeah. Cốt alpha nó mới sẽ mang dấu dương nhá yeah. Như vậy dựa vào giả thiết đề bài ta có Ta có chắc chắn rồi Cốt alpha nó sẽ mang dấu dương Đó Thì ta sẽ suy ra là cốt alpha nó bằng căn của một trừ đi sin bình của alpha đúng ở lớp nhá. Yeah. Thì bằng căn bậc 2 của 1 trừ đi 9 phần 25 Thì bằng Uh, 4 phần 5 uh, Vậy thì ta có được tan Cô tan của alpha Cô tan alpha thì bằng uh, Cốt alpha chia xin alpha Cốt chế xin nó là 4 phần 5 Mà đem em chia cho Âm 3 phần 5 Thì bằng âm 4 phần 3 Chọn B Được chưa Thực ra các em để ý là cái phương án A là sai đương nhiên rồi Phương án C là sai và phương án D thì cũng đương nhiên là sai. Cốt trừ đi sin đâu có bằng âm 1 phần 5. Đấy, bệnh này nó sẽ là đúng mà. Thì các em làm rất là nhanh chóng như vậy thôi. Nào, câu 38. Cho cấp số cộng UN, các em có được U1 biết rồi. Và các em có được D biết rồi. Thì câu hỏi bài toán là số 27 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng. Ok, thì các bạn thấy là như này nhá. Các em có được cái UN ấy, thì bằng U1 cộng với n 1 nhân với d đúng không? Thì u1 thì bằng âm 5 này. Cộng với l 1 nhân với d, d bằng mấy? D bằng 2. Rồi. Bây giờ các em xét cái u bằng 27 khi nào? Ừ. Âm 5 cộng với l 1 nhân với 2 thì bằng 27 thôi. Được chưa? Thì các em sẽ tìm được L 1 của chúng ta trong bằng gì? 16, 16 nhân 2, 3, 2, 9, 5 là 27 đúng không? Thì các em sẽ có được N bằng 17. Như vậy số 27 là số hạng thứ 17 của cấp số cộng. Vậy thôi, bản chất bài toán là đi tìm N. Đó, bản chất bài toán đi tìm N nha. Rồi, tiếp theo chúng ta có câu số 39. Tìm tập xác định của hàm số. Đó, câu hỏi bài toán là tìm tập xác định của hàm số này. Rồi, câu hỏi bài toán là tìm tập xác định của hàm số này. Được chưa? Thì các bạn thấy là như này này Cái hàm số tang ấy thì bằng sin trên cốt Vậy điều kiện để hàm số này xác định nó là gì đó? À, cốt của x trên 2 trừ đi P trên 4 Nó phải khác không? Đúng không? Đúng không? Thì cốt bằng 0 nó sẽ xảy ra khi nào? Các em tưởng tượng một trò lợi giác ra ấy, Thì cốt bằng 0 xảy ra khi x Cốt x bằng 0 xảy ra khi x bằng pi trên 2 cộng pi Đấy, đấy là cốt x bằng 0 Vậy cái điều này chỉ xảy ra khi nào? Khi cái nõi là x trên 2 trừ đi P trên 4 nó phải khác với Pi trên 2 cộng với K Pi Trong đó K thuộc Z Được chưa? Rồi, thì cái này tương đương điều gì? Tương đương với X trên 2 Nó phải khác với 1 phần 4 cộng 1 phần 2 là mấy nhỉ? Là 3 phần 4 à? 3 Pi trên 4 Cộng với K Pi Đó, được chưa? Chuyển vế đổi dấu thôi Chuyển vế là 1 phần 4 cộng với 1 phần 2 là 2 phần 4 Là 3 Pi trên 4 cộng K Pi Vậy cái này tương đương điều gì? x sẽ khác với là 3p trên 2 cộng với k2p. Tất nhiên, k là thuộc thuộc z. Rồi x khác 3p trên 2 cộng k2p, trong đó k thuộc z nhá Chọn C, vậy thôi. X khác 3p trên 2 cộng với k2p, trong đó k thuộc z. Đó. Thực ra đây, nếu mà chính xác hơn thì nên ghi là tìm điều kiện xác định. Điều kiện xác định thì nó đúng hơn. Tại vì tập xác định thì nó như một tập hợp thì nó phù hợp hơn. Nếu mà sửa lại thì nên sửa lại là tìm điều kiện xác định thì nó sẽ hợp lý với cái 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 đề bài này hơn. Thầy xin phép để sửa lại là tìm điều kiện xác định nhá. Thì nó hợp lý hơn đấy Nó sẽ hợp lý với đề bài hơn Dạ yeah. Nó còn tìm tập xác định thì nó mang tính chất là nó là một tập hợp hơn là một cái điều kiện Nha yeah. Ok, câu tiếp theo đó là câu số 40. Câu số 40 chúng ta có bài toán như sau. Nghe này. Nếu như mà kem có được sin x cộng cos thì bằng 1 phần 2 thì giá trị của sin 2x thì bằng bao nhiêu? Đấy, nếu có sin x cộng cos bằng 1 phần 2 thì sin 2x bằng bao nhiêu? Các bạn lưu ý là sin 2x thì bằng 2 sin x cos Các em nhớ công thức của chúng ta là sin 2x thì bằng 2 lần sin x đích, vậy thôi Và mình dùng cái này để mình xử lý Ta có đây Nào, 1 phần 2 thì bằng sin x cộng cos đúng không? Được chưa? Vậy ta sẽ có 1 phần 4 bình phương lên để xuất hiện cái 2 sin x cos đi nó là sin x cộng với cốt x Tất cả bình phương Thì nó là sin bình phương x Cộng với cốt bình phương x Được chưa? Cộng với 2 lần sin x cốt x Được chưa? Rồi sin bình cộng cốt bình thì bằng 1 Cộng với 2 lần 2 lần sin x cốt x Và đương nhiên rồi Nó là 1 cộng với sin 2x Rồi như vậy các em sẽ có ra Kết quả bài toán là sin 2x của chúng ta Sẽ bằng 1 phần 4 Trừ đi 1 1 phần 4 trừ 1 và âm 3 phần mấy? Âm 3 phần 4 nhá Âm 3 phần 4 Âm 3 phần 4 các em chọn được cái phương án là phương án D Đó Chọn D luôn nhá Không khó khăn gì cả Câu tiếp theo đó là câu số 41 Câu 41 cho cấp số nhân UN Các em có được các cái thông tin đó là U9 và U12 Thì tính giá trị của U7 Đấy U9 và U12 tính U7 Thì các em tính được quy thôi các em Các bạn lưu ý cho thầy một điều này À, cấp số nhân UN Các bạn sẽ có được U A trên UB Thì bằng Q mũ A trừ B Trong đó UB khác không nhá Với UB khác không Vậy thì áp dụng cho bài toán này Mình sẽ có được là U12 trên U9 Thì bằng Q mũ 12 9 Vậy các em sẽ có được U12 là 1 phần 8 Thì bằng Q mũ 3 Vậy ta sẽ ý, uh, Q của chúng ta sẽ bằng 1 phần 2 quy bằng 1 phần 2 nhá. Vậy các em tìm U7 bằng cách nào? Thì các em có được như này. Nào, bước cuối cùng tìm U7 này. U7. À, U9 trên U7 đi. U9 mà chia cho U7. Thì bằng quy mũ 9 7. Bằng quy mũ 2. Bằng 1 phần 4 tại quy mũ... Đấy. Theo suy U7 của chúng ta sẽ bằng 4 lần U9. Hoặc là U9 chia 1 phần 4 cũng được nhá Thì các em lấy 4 nhân với U9 là 4 nhân 8 thôi 4 nhân 8 bằng 32 Những bài như này các em phải làm làm đúng và làm chính xác Tại vì nó không hề khó Đúng rồi lớp nhá Nó cũng không hề khó khăn gì cả Nào câu tiếp theo là câu số 42 Một bánh xe có bán kính bằng 10 Nào các em tưởng tượng bây giờ cái bánh xe của các em đang có bán kính là 10 đi Tốc độ của đu quay là 3 vòng trên phút tốc độ của đu quay nghĩa là tốc độ quay của cái bánh xe ấy ý là như vậy nhá. Là bánh xe là cái đu quay ấy nhá. Hỏi mất bao lâu để uh, bánh xe quay được một góc là 270 độ. 3 vòng 1 phút. 3 vòng 1 phút. Thế này thì cần gì phải liên quan đến bán kính nhỉ? Cái giả thiết bán kính bằng 10 nó hơi thừa nhỉ. Để quay được một góc 270 độ các em tưởng tượng như này này, cái bánh xe nó quay ở đây thời điểm này này thì để mà quay hết một vòng thì quay là quay 360 độ vậy ba vòng nó quay được trong một phút đúng không như vậy thì một phút quay được cái số vòng là gì 3 nhân với 360 độ được chưa như vậy để mà quay được 270 độ thì mất bao lâu được chưa 270 độ Được chưa? Thì ta sẽ có được là à, Các em lấy x sẽ bằng 270 Từ đây các em có số phút cần quay Lấy này chia này được Thì bằng 270 độ này Trên 3 chân 360 độ Được chưa 270 chia cho 3 à, Thầy tính xem nào 270 Mà chia cho 3 x 360 Ok 1 phần 4 Vậy nó bằng 1 phần 4 Đương, đương nhiên là so với 1 phút nhé Cái này là so với 1 phút Như vậy nó là 1 phần 4 phút 1/4 phút là các em chọn đáp án A. Thế thôi. Đó. Bản chất quay 270 độ thì các em thấy là nó quay như thế này. Quay như này mà. 270 độ. Thì nó bằng bản chất nó là 3/4 của một một vòng đấy. 3 vòng thì mới được 1 phút. Vậy 3/4 của vòng là được bao nhiêu phút? Ý là như thế. nhá Thì các em lấy 3/4 mà chia cho 3 thì đương nhiên là 1/4, nó là 1/4 phút thôi. Được chưa? bạn này thì cái bán kính 10 độ không có vai trò gì cả. Cái bán kính 10 độ để đấy nhưng mà không có ý nghĩa gì cho cái bán kính 10 độ cả, đúng không? nhá. Nào tiếp theo là câu số 43. Ừ. Câu số 43 chúng nó có bài toán như này. Nào ừ. nó mình quan sát này. Có bao nhiêu số nguyên m sao cho hàm số này có tập xác định là R? Cái hàm số này có tập xác định là R nữa mình nhá. Đấy, tập xác định của hàm số này là R. Vậy điều kiện để hàm số này xác định là gì? Nào điều kiện xác định là gì? Đó là m nhân với cả cos x cộng 1 nó phải lớn bằng 0 đúng với mọi x thuộc R. Được chưa? Tức là cái giá trị nhỏ nhất có thể có của anh này nó phải lớn bằng 0. Giống như kiểu là cả lớp em đều lớn bằng 0. Cái gì đó cả lớp em đều lớn bằng 0 thì các bạn 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 ít nhất của lớp em cũng phải lớn bằng 0. Kiểu kiểu thế. Nó giống như kiểu cả lớp em đều có chiều cao lớn hơn bằng một mét rưỡi thì cái bạn thấp nhất các em cũng phải có chiều cao lớn bằng 1 một, một mét rưỡi ở đây các em hiểu là điều này chỉ xảy ra khi nào khi cái giá trị nhỏ nhất của cái anh m nhân với cốt x cộng một ấy khi x thuộc r nhá ở đây là tức là mình xét trên r luôn nó cũng phải lớn bằng không ok mình đã học rồi ta biết này các em biết được một điều rồi à, giá trị nhỏ nhất của cái a nhân sin x Cộng với b nhân cốt x Nó bằng âm căn của a bình cộng b bình đúng không? Cái này các em học chưa? Khi mà các em học về hàm số Lượng giác min mắc Thì các em học về cái này rồi Nhá Vậy khi mà cho b bằng 0 này Thì các em sẽ có cái giá trị nhỏ nhất của a nhân sin x Thì bằng gì? Cho b bằng 0 nhá Thì bằng âm căn của a bình phương Và đương nhiên rồi bằng âm trị độ của a Được chưa? Ok Như vậy Từ đây áp dụng vào đây Ta có Ná giá trị nhỏ nhất của m nhân với cos x à cho a bằng 0, cái này phải cho a bằng 0 chứ tại vì nó liên quan đến b. Cho các bạn a bằng 0 nhá. Cho a bằng 0 thì b nhân với sin x, b nhân cos x đúng không cả lớp nhá. bằng âm trị đối của a, âm căn. Được chưa? Đó, thì cho a bằng 0 thì các em sẽ có ngay. Vậy m nhân cos x bằng gì? M nhân cos x. Đó, Min của m nhân cốt x thì bằng gì? Tương đương điều gì? Âm trị độ của m Nó áp dụng ở đây thôi Cộng 1 lớn bằng 0 Tức là các em sẽ có được trị độ của m của chúng ta sẽ bén bằng 1 Vậy là các em phải có được là âm 1 bén bằng m Bén bằng 1 Đó, được chưa? Thì đấy là tất cả các giá trị của m Mà m nguyên thì m sẽ nhận giá trị là âm 1, 0, 1 Vậy có tất cả là 3 số nguyên m Thỏa mãn nha. Có bao nhiêu số nguyên m thỏa mãn thì các em sẽ có 3 số nguyên m Vậy thôi, có 3 số nguyên M thỏa mãn Chúng ta cùng nhau đến với câu 44 này Câu 44 nữa mình quan sát nhé Câu 44, các em quan sát này Với N là một số tự nhiên khác không Thì dãy số nào sau đây là dãy số giảm Được chưa? Dãy số nào trong các dãy này là dãy giảm Đó, với N là một số tự nhiên khác không Thì các bạn thấy ngay được là những cái dãy mà đừng để ý cái dãy A nhá đó, cái này đừng để ý cốt của chúng ta là một cái hàm nó như kiểu hàm tuần hoàn ấy Nó sẽ không bao giờ Tất nhiên là cái hàm số cốt của uh, Hàm số cốt là hàm tuần hoàn Nhưng mà đối với n thay đổi thì lúc thì nó tăng lúc thì nó... Tức là nút thì nó dương, lúc thì nó âm Thì cái dãy này nó không tăng mà cũng chả giảm Nên cái A này các em loại đi Phần B này các em thấy là khi n tăng thì rõ ràng cái này đang tăng dần Đây là dãy tăng, không phải còn mỗi phương án C hoặc là phương án D mà thôi Thì lựa chọn phương án nào trong hai phương án này Thì các em kiểm tra này các em có thể kiểm tra U1 và U2 nhá. Hoặc đối với phương án C nhỉ? các em nhìn này. Đối với phương án C này các bạn nhìn nhá. Muốn biết dãy này là dãy giảm hay không ấy thì các em viết lại UN ở dưới dạng là chia đa thức. Đó. Thì các em thấy là cái này là N 5 đây là N Nếu mà để đơn giản các em viết dạng chia đa thức ấy. N thầy viết là N cộng 1 phần 4 4 là N cộng 1 phần 4 mà Đúng không? Thì thầy cố tình cộng 1 phần 4 ở đây Thế là 5 Thì 1 phần 4 5 Là đi 21 4 1 phần 4 mà cộng 15 là 20 phần 4 cộng 1 là 21 Trừ đi 21 phần 4 Được chưa? Đó Thì các bạn thấy ngay được là Nó sẽ là bằng bao nhiêu? 1 phần 4 Bản chất là thầy đang dùng phép chia đa thức 21 trên 16 nhân với n cộng 1 phần 4 Đây là un bằng cái này Rồi Các em có được un cộng 1 bằng gì? 1 phần 4 Ở đâu có l Các em thay là 10, 21 này trên 16 nhân với n cộng 1 cộng 1 phần 4. Bản chất là như này này, các em hiểu là như này nhá. Khi mà n tăng, n tăng lên n cộng 1 chẳng thì n cộng 1 phần 4 cái mẫu thức này tăng. Nên cả cái cụm phân thức này nó mang dấu giảm. Nên khi mà cái này kẹt trừ đến một số đang giảm, thì nó lại thành tăng. Vậy đây giải tăng. Được chưa? Ok. Ok nhá. Thì các bạn thấy ngay được là khi mà đó các em nhìn thấy 21 chia cho 16 lần n cộng 1 cộng 1 phần 4 Đương nhiên Cái này nhỏ hơn là 21 chia 16 lần n cộng 1 phần 4 Được chưa? Người ta suy ra được là 1 phần 4 trừ cái đống này Nó lớn hơn Nó là un Từ từ đã Cái này Ơ ờ, thầy nói lại nhé Cái này tăng thì cái này tăng lên này Thì cái này giảm đi này Thì cái này tăng lên Đúng không? Thì UN cộng 1 sẽ lớn hơn UN Như vậy đây là dãy gì? Dãy tăng Như vậy cái C loại Được chưa? Chắc là D nó thỏa mãn đấy. Kiểm tra cái D nhá Cái D thì mình Mình cũng làm như thế đi UN thì mình viết là âm 3N cộng với 5 2 nấn N cộng với 3 phần 2 đi thì nó là âm 3 là n cộng 3 phần 2. Được chưa? Để mình, uh, đây là mình đang trừ 9 phần 2 à? Thì phải cộng với 9 phần 2. Bản chất là thầy đang chia đa thức đó mình nhá. Học hồi lớp 7, thầy chia đa thức ấy. Trên 2 là n cộng với 3 phần 2. Bản chất là thầy đang chia đa thức thôi. Nó không có gì to tác ở đây cả. Nó âm 3 phần 2 này. Đúng không? À, uh, đây là cộng với, đây nó là 19. Trên 4 là n cộng với 3 phần 2. Thực ra tới đây các em nhìn thấy ngay là khi mà n tăng nhé Thì cái đấy, mẫu thức này tăng Nên phân thức này giảm Nên đây là một dãy giảm Được chưa? Nhìn thấy ngay được là un cộng 1 Nếu không các em cứ viết tử tế ra un cộng 1 ấy, thì nó bằng âm 3 phần 2 cộng với 19 Phần 4 lần n cộng 1 cộng với 3 phần 2 Từ đây các em dễ dàng nhìn ra được Đó là un cộng 1 đương nhiên sẽ nhỏ un Thì đây là dãy dãy giảm có cái dãy đầu tiên nó không tăng không giảm Còn cái dãy ở phương án B và phương án C đều là cái dãy tăng Chỉ có phương án D là dãy giảm mà thôi Có mỗi phương án D là dãy giảm mà thôi Thế thôi Đó, Thầy thấy nó cũng rất là nhẹ nhàng Không phức tạp mấy Thầy tiếp tục đến với câu số 45 Câu 45 thầy có bài toán như này nữa mình quan sát này Cho cấp số nhân UN Các em có độ U4 đi U2 thì bằng 54 Và U5 đi U3 thì bằng 108 Thì giá trị của U1 thì bằng bao nhiêu Đấy giá trị của U1 thì bằng bao nhiêu Được chưa Đây là cấp số nhân nhé Nữa mình nhé Các bạn có độ U4 U2 biết rồi Giờ đây U5 U3 biết rồi Thì câu hỏi bài toán tính Yêu cầu các em đi tính giá trị của U1 Thì các em có thể quy đổi tất cả mọi thứ về Thôi các em tìm U2 và Q đi công bội là q nhá. Các bạn sẽ có được như này này, các em quy đổi hết về u2 và q nhá. Ta có này. Nào, u4 thì bằng u2 nhân với q bình phương. u5 thì bằng u2 nhân q mũ 3. u3 thì bằng u2 nhân q. Vậy mình sẽ có hệ như sau. Nào, u2q bình phương trừ đi u2 thì bằng 54 này. Được chưa? Rồi là u2q mũ 3 trừ đi u2 nhân q thì bằng 108. Được chưa? Thì các bạn sẽ tương đương được cái hệ như này. Các em lấy U2 nằm nhân tử chung trong còn Q bình phương trừ 1 thì bằng 54. Ở đây các em có U2 nhân Q nằm nhân tử chung trong còn Q bình phương trừ 1 thì bằng 108. Đấy, thì tới đây các em tìm được quy thôi. Đấy, U2 nhân quy bình phương trừ 1 bằng 54. Thì từ đây các em sẽ suy ra được là 54 quy. Các em dùng phép chia thôi. 54 quy. Thì bằng 108 thì các bạn sẽ có được quy bằng bao nhiêu? 108 trên 54 như bằng 3 108 trên 54 À bằng 2, bằng 2 Đấy, nhậm kém quá Bằng 2 nhá Với quy bằng 2, ta suy ra được U2 bằng gì? U2 sẽ bằng 54 Trên quy bình phương trừ 1 Bằng 54 trên 3 Đấy, các bạn lấy 54 trên 3 Nhưng bằng 17 à? Đúng, à 18, ừ, toàn bị lệch một số nhỉ 18. Nên ta sẽ có được U1 bằng gì? U1 bằng U2 trên Q. Bằng 18 phần 2 thì bằng 9 xong. Bằng 9 nhá. Bằng 9 chọn A. Thế thôi. Bằng 9 chọn A. Thế thôi nhá. Đấy, cấp số nhân giá trị U1 thì bằng 9. Cũng không khó đúng không? Đấy. Nào, câu tiếp theo là câu 46 tìm nghiệm của phương trình này trên cái nửa khoảng từ 0 đến 2 pi nữa mình. Tìm nghiệm phương trình này, thầy nói lại nhá, tìm nghiệm phương trình này trên nửa khoảng từ 0 đến 2 pi. Ok, đối với hàm đối với cái sin ấy thì các bạn biết được như này này. Sin x bằng 0 khi nào? Các em thấy là như này này. Các em biết được là như này. Sin x bằng 0 chỉ xảy ra khi và chỉ khi là x của chúng ta bằng gì? Nào, sin bằng 0 thì x bằng K2P À KP chứ Đúng không? KP trong đó K thuộc Z Được chưa? Được chưa? Nhá Rồi Vậy thì ở đây Mình sẽ có được là Sin của Cốt của 2X Nó bằng 0 Chỉ xảy ra khi ý là Cốt của 2X Thì bằng KP Đúng không? Mà các em lưu ý này Mà các bạn lưu ý này đúng không? Rồi, mà các bạn lưu ý này. Âm 1 bao giờ bé bằng cốt 2x, các em chặn khoảng của k Các em nhớ là cốt 2x nó bị giới hạn thôi. À, không thể bằng 1 tỷ pi được, tại vì cốt 2x chỉ bị giới hạn trong đoạn âm 1 đến 1. Nha. Nên ta sẽ có được âm 1 bé bằng k pi, bé bằng 1. Nên ta sẽ có được âm 1 phần pi, bé bằng k, bé bằng 1 phần pi. Mà k của chúng ta thuộc gì? K thuộc gì cả lớp? K thuộc Z. Nên K của chúng ta bằng mấy? Bằng 0 Đúng không? Cả lớp K bằng 0 nhá. K bằng 0 Vậy thì về cơ bản Phương trình của chúng ta sẽ tương đương được là gì? Cốt của 2X bằng 0 đó mình nhá Về cơ bản thì phương trình tương đương với cốt 2X bằng 0 Đấy Cốt 2X bằng 0 Đấy thì bây giờ các em lại tìm cái số nghiệm của phương trình cốt 2X bằng 0 Trên cái đoạn từ 0 cho đến 2 pi là xong Đấy Thì cái này lại tương đương điều gì cả lớp 2X của chúng ta sẽ bằng pi trên 2 Cộng với k pi đúng không? Đó. Được rồi cả K bên trên rồi thì thầy cộng với Lp đi. Trong đó m, m P cũng được, m thuộc z. Đó, thì tương đương với là x của chúng ta sẽ bằng gì? pi trên 4 cộng với m nhân với pi trên pi trên 2. Đúng không? Đó, x bằng pi trên 4 cộng m nhân pi trên 2. Thì câu hỏi bài toán là số nghiệm trên cái đoạn từ 0 đến 2 pi thì bây giờ các bạn hãy vẽ vòng tròn lượng giác ra để các em liệt kê các nghiệm. Đây nhá, thầy sẽ vẽ vòng tròn lượng giác ra đây thì các bạn thấy ngay này. Đó, các bạn nhìn đây này ok Các em nhìn vòng tròn lượng giác là các bạn sẽ thấy ngay Rồi Đầu tiên là điểm pi Khi m bằng 0 thì các em có điểm Đây m bằng 0 thì pi 4 đây M bằng 0 điểm đầu tiên Xong cộng với pi trên 2 thì điểm thứ hai đây Đúng không? Điểm thứ ba các em cứ cộng với pi trên 2 Điểm thứ tư đây Và quay lại điểm này Vậy có 4 điểm này Đó vậy trên đoạn từ 0 đến 2 pi là quay đúng một vòng từ điểm này kết thúc từ điểm A xong kết thúc lại điểm A Thì các em thấy là nó đi qua 4 điểm nghiệm điểm. điểm M1, điểm M2, điểm M3 và điểm M4 có 4 điểm điểm. Nên số nghiệm của phương trình này trên đoạn từ 0 đến 2 pi Thầy có thể liệt kê ra 4 nghiệm đấy luôn. Thầy có thể liệt kê ra 4 nghiệm đấy luôn cũng được. 2 pi là các nghiệm gì nhỉ? À, đây là pi trên 4 này. Đây là 3 pi trên 4 này. Đây là 5 pi trên 4 này. Và 7 pi trên 4. Mình liệt kê ra bốn nghiệm ấy luôn cũng không vấn đề gì cả nhá. Bốn nghiệm thế thôi. Trông thế thôi nhưng mà nó không có gì đáng sợ cả. Bài toán được giải quyết. Được chưa? Thầy tiếp tục đến với câu tiếp theo là câu số 47. <laughs> Cho nó có câu 47 như sau, nên mình quan sát này. <laughs> số nghiệm của phương trình này trong đoạn từ âm 2 pi cho đến 2 pi là gì đấy số nghiệm phương trình này trên đoạn từ âm 2 pi đến 2 pi thì cái sin bằng sin đúng không các bạn biết được là, sin a mà bằng sin b ấy. khi và chỉ khi là a bằng b cộng với k 2 pi hoặc là a thì bằng pi trừ đi b cộng với k 2 pi điều này các em đã biết nhá nên áp dụng vào đây ta có Phương trình nó sẽ tương đương với một trong hai điều này xảy ra Thứ nhất, 2x cộng với pi trên 3 Nó bằng x trừ đi pi trên 3 Cộng với k2pi Hoặc là 2x cộng với pi trên 3 Nó bằng pi trừ đống này Pi trừ đi x trừ pi trên 3 Thì phá ngoặc luôn nhá Xong cộng với k2pi Tất nhiên k của chúng ta sẽ là một số nguyên Được chưa? Ok nhá, k là một số nguyên rồi, thì các bạn tương đương điều gì? Nào, x của chúng ta bằng gì đây? Chuyển vế đổi dấu là âm 2P trên 3, đúng không? Chuyển vế P 3, P 3, đó 2P 3, cộng với K2P. Đó. Hoặc là đây là kem có 3X của chúng ta bằng gì? 3X, đúng không? Chuyển này là 3X này, triệt tiêu này, bằng P cộng với K2P. Được chưa? Rồi, thì kem sẽ tương đương được điều gì đây? X sẽ bằng âm 2P trên 3, cộng với K2P hoặc là x của chúng ta sẽ bằng pi trên 3 cộng với k lần 2 pi chia chia 3. Đó. Bây giờ các em hãy quan sát trên vòng tròn lượng giác các cái điểm biểu diễn các nghiệm này là gì nhá. Bây giờ các bạn nhìn này. Bây giờ các bạn hãy quan sát vòng tròn lượng giác này. Đây, thầy sẽ thể hiện cái vòng tròn lượng giác ra. Đó, các bạn quan sát này, vòng tròn lượng giác có mặt. Đó. Đây, vòng tròn lượng giác đây. Đó, Rồi nhá, các bạn nhìn này. Hơi hóa mắt nhỉ. Đầu tiên là điểm âm 2pi trên 3 cộng với k2pi thì nó chỉ có một điểm thôi. Âm 2pi trên 3 nó quay ngược chiều kim đồng hồ từ điểm A này. này. Các em quay ngược chiều kim đồng hồ một góc là 2pi trên 3 là 120 độ đúng không? Là điểm này. Âm 2pi trên 3 đây. Quay cùng chiều kim đồng hồ thầy nói nhầm đấy. Đó thì điểm đầu tiên là điểm này. Được chưa? Điểm nghiệm đầu tiên nhá. Điểm nghiệm thứ hai cho k bằng 0 nhìn bên dưới này thì k bằng 0 thì các em có pin 3, pin 3 nó rơi vào tầm đây, điểm này. Ô oh, hai này đối xứng nhau này. Được chưa? Điểm thứ hai. Được chưa? Đó, nó là pin 3. Thôi thầy viết từ từ lại. Nó pin 3 nó tầm cao cao nó lên đây một tí. Rồi, điểm nghiệm thứ ba các em cho k bằng 1 đi. Nhá. Yeah. 1/3 cộng 2/3 bằng mấy? Đương nhiên bằng pi đúng không? K bằng 1 thì nó là 1 pi 3 cộng cộng với 2 pi 3 nó là bằng pi, pi là điểm này. Được chưa? À, cho K tiếp tục nó sẽ mình sẽ cho K tiếp tục bằng hai uh, đi thì nó 5 pi trên 3 tức là kem cộng thêm 2 pi trên 3 vào đây thì nó sẽ rơi vào điểm này xong đến khi k bằng 3 thì kém rơi vào điểm này. bản chất là như này này là ba cái điểm này nó chia cái chia cái đường tròn này thành tám đất đều này nó là tám đất đều đấy các bạn để ý không đó và thêm cái điểm nẻ loi điểm này nữa tức là nếu mà kem biểu diễn cái phần này này là kem có 3 điểm điểm M1, điểm M2, điểm M3. Và các em biểu diễn cái này các em có thêm điểm M M4. Đó, các bạn nhìn kỹ cái vòng tròn này là các em hiểu ra ngay. Đó. Ok nhá. Đó, thì cái điểm này nó sẽ biểu diễn thông qua M M4. Còn điểm này biểu diễn là M1, M2, M3 trên vòng tròn. Các bạn nhìn thấy cách biểu diễn chưa? Đó. Thì bây giờ các em quay trở lại cái câu hỏi bài toán. Bài toán hỏi là số nghiệm trên đoạn từ âm 2 pi đến 2 pi. Âm 2 pi đến 2 pi thì các em bắt đầu xuất phát từ điểm này. Âm 2 pi, các em quay về không xong quay về 2 pi, tức là em quay hai vòng tất cả. Từ điểm A các em quay đúng hai vòng. Vòng thứ nhất đi qua 1 2 3 4 4 điểm, đúng không? Vòng thứ hai tiếp tục đi qua 1 2 3 4 4 điểm. Được chưa? Như vậy tổng cộng là các em đi qua 8 điểm khi các em quay hai vòng. Các em tưởng tượng từ điểm A này các em quay đúng hai vòng, một vòng này, nó đi qua bốn điểm này. Đó, bản chất là âm -2 âm 2 pi về đây, một vòng là về về 0 là một vòng. Từ 0 về 2 pi là thêm một vòng nữa. Được chưa? Là các em quay mỗi lần mỗi vòng các em đi qua bốn điểm nên tổng cộng là các em có 8 nghiệm tất cả. nhá. quay hai vòng. Đủ ý này. Quay hai vòng. 8 nghiệm tất cả. Đó, thế thôi. 8 nghiệm. Từ a quay lại a Ô câu này Sự lỗi cả lớp nhá Câu này chắc là thầy đã nổi đề rồi Sao thế nhỉ Số nghiệm phương trình trợ âm 2 p 2 p Là phải 8 nghiệm nhá Sự lỗi cả lớp nhá Câu này thầy nổi nổi nhá Thầy sửa lại một tí nhá Xin phép thầy sửa lại một tí Nó có 8 nghiệm này thầy gõ lúc lúc thầy gõ nó bị nổi thế mới đèn chứ định ok tám nghiệm nhé nó mình nhá sửa lại thầy một tí được chưa tám nghiệm nhá ok nhá câu 48 là tổng tất cả các nghiệm của phương trình là cô tăng x thì bằng căn 3 trên đoạn từ 0 đến 2 pi thì bằng gì đó thì các bạn thấy là như này nhá à, cô tăng của x thì bằng căn 3 đúng không thì tương đương với cô tăng của x bằng gì À cái gì? Cô tăng gì bằng căn 3 cả lớp? À cô tăng của uh, pi trên 6 đúng không cả lớp? Cô tăng của pi trên 6 đúng không? Bằng cô tăng của Pi trên 6 nhá. Yeah. Như vậy các em có được x của chúng ta sẽ bằng Pi trên 6 cộng với pi Trong đó K thuộc Z. Rồi các em xét là xét trên đoạn từ 0 đến 2 pi Được chưa? Rồi các bạn cho 0 nó bé bằng pi trên kem dùng vòng tròn lỡ giác cũng được. Hay dùng vòng tròn lỡ giác nhỉ? Thôi thầy thích dùng vòng tròn lỡ giác hơn. Thầy kem các dùng cách nào cũng được mà thầy thích dùng vòng tròn lợi giác hơn bạn nào mà yếu thì các em sẽ hơi sợ vòng tròn lợi giác còn bạn nào mà tốt hơn thì các bạn học tức là các em học chắc kiến thức hơn ấy thì các em thích cái vùng vòng tròn lợi giác hơn ấy pi trên sáu cộng k thì các em phải biểu diễn cái điểm p trên sáu nó là điểm này nó sẽ có điểm m một là điểm nghiệm này cộng k thì các em thấy điểm m hai là điểm này được chưa đó nó sẽ có hai điểm điểm như này đó thì p trên sáu cộng k điểm này p trên sáu này như vậy thì khi mà các em xét trên đoạn từ 0 đến 2 pi là các em quay đúng từ điểm A các em quay một vòng đến hết điểm A thì các em sẽ có hai nghiệm nhé phương trình có hai nghiệm trên cái đoạn từ 0 đến 2 pi là gì là nghiệm gì cả lớp đó là gì đấy đó là pi trên 3 và pi trên 3 cộng với một lần pi <laughs> à pi trên 6 thì biết nhầm ờ pi trên 6 quyền pi trên 6 đã biết địa điểm này chứ pi trên 6 là nó phải tầm nó. PN6 nó 6 nó phải tầm đây này Tầm đây Đó thì đây M1, M2 đây Nó phải như này PN6 chứ Không Biết nhầm nữa PN6 Và 7 PN6 Được chưa Để bài yêu cầu các em là xác định tổng tất cả hiệu phương trình Thì nó là 7 PN6 thôi À đó Quên <laughs> đấy 8P trên 6 Cộng vào Pi nhân 6 cộng 7 pi nhân 6 là 8 pi nhân 6 8 pi nhân 6 là 4 pi trên 3 chọn D nhá. 4 pi trên 3 chọn D. Bài toán cũng rất là đơn giản. Không có khó khăn gì cả.